Bộ phim Sô-cô-la hạnh phúc. Tập 21. Buông tay ra. Anh đã nói với bao nhiêu người như thế rồi? Anh không có, anh thề. Thật sự không có. Thế bạn gái trước đây của anh đâu? Cô bạn gái mà anh vì cô ta mà chia tay với tôi. Cô ấy không quan trọng. Hơn nữa bọn anh đã chia tay rồi. Cô ấy không quan trọng. Còn người đó thì sao? Người tặng hoa anh cũng không quan trọng à? Em biết người tặng hoa là ai không? Là chính anh đó. Tự mình tặng hoa. Bởi vì anh muốn gặp em. Anh biết. Chắc chắn em sẽ không gặp anh. Thế nên anh mới dùng cách này. Khoảng khoảng. Alo. Alo, Tịnh Nhã. Khoảng khoảng đâu? Khoảng khoảng đi đưa hàng rồi. Cô mau tìm địa chỉ giao hàng cho tôi đi. Nhanh lên. Được được, anh chờ chút. Alo. Địa chỉ đó là trung tâm Hải An, khu Trung Sơn, tòa nhà 608 Hải Tân. Anh có bạn gái rồi mà. Xin em đừng nhắc tới Gianna với anh. Cô ta lấy gì mà so với em? Cô ta chỉ là một cô thiên kim, chỉ biết tùy hứng, không biết trời cao đất dày là gì hết. Anh chịu cô ta đủ rồi. Thế nên hai người đã chia tay rồi đúng không? Điều đó không quan trọng. Em mới là quan trọng. Giữa chúng ta có tình cảm không thể chia cắt. Âu Dương Hạo. Anna. Sao em lại tới đây? Công ty nhà em muốn tới lúc nào không được, còn phải báo với anh à? Tôi nhớ ra cô. Sao cô ta lại ở đây? Cô... Sao cô ta ở đây à? Em hỏi anh đó. Cô ta tới đưa hoa, em xem đi.
em xem. Hoa hồng trắng mà em thích, vốn anh định cho em bất ngờ, ai dè em phát hiện ra mất rồi. Em xem, có đẹp không? Làm cái gì vậy hả? Âu Dương Hạo, anh làm gì đó? Đáng hận, dám cướp bạn trai của tao hả? Em yêu ạ, à, cô ta vẫn còn tình cảm với anh, nhưng mà anh đã hết yêu cô ta từ lâu, bằng không anh cũng không đá cô ta. Bỏ tay ra. Anh thề, dù cô ta có theo anh tới tận Thâm Quyến, anh tuyệt đối không để ý tới cô ta. Trong lòng anh chỉ có mình em. Anh bỏ tay tôi ra. Anh yêu em. Em yêu ạ. Tránh ra, nghe anh nói đi. Anh à, không như em nghĩ đâu. Anh có thôi không? Thật đó, em nghe anh nói đi, buông ra. Anh à, em nghe anh nói đi, tránh ra. Anh yêu em, anh chỉ có biết em thôi, em biết không? Đúng không? Anh làm gì đó? Anh à, em nghe anh nói đi. Tôi từng nghĩ khi chúng tôi gặp lại nhau, có lẽ tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ tủi thân, thậm chí có thể tha thứ cho anh ấy. Nhưng mà tôi không ngờ rằng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt mình từng yêu lại lạ lẫm đến thế. Nhưng dù sao cũng từng yêu nhau, dù anh ấy có trở nên xấu xa thế nào, đoạn quá khứ từng có giữa hai người sẽ không thể nào xóa nhòa. Dù sao quãng thời gian ấy, quá khứ ấy đều từng diễn ra. Âu Dương Hạo, hôm nay chúng ta chấm dứt thật rồi. Tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn lâu mới khóc. Cố lên, cố lên, cố lên cái gì? Cố đi giành bạn trai của người khác sao? Thôi đi Anna, đi thôi. Cô yên tâm đi. Tôi không có hứng thú với người này. Đứng lại. Tôi bảo cô dừng lại. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với anh ta. Đừng tự nâng cao tầm của mình. Nói cứ như là cô giỏi lắm, đá anh ta vậy. Thật ra là do Âu Dương Hạo không cần cô. Lúc trước bị đá thì cũng đành, lại còn ngàn dặm xa xôi mò tới Thâm Quyến. Da mặt của đám con nhà nghèo đúng là dày thật. Nhưng mà cũng chẳng trách được, chắc là nhà cô nghèo mãi, tường mỏng, mưa rơi gió thổi quen rồi luyện được da thịt dày chắc. Đúng là tôi không so được. Nhà tôi nghèo thì sao? Nhà tôi nghèo liên quan gì tới cô? Làm vướng víu cô à? Vốn nhà cô nghèo không liên quan tới tôi. Nhưng mà bây giờ cô chạy tới Thâm Quyến lừa người, tôi không thể nhìn bạn mình bị lừa. Cô nói rõ ra, lừa ai? Cô dám nói mình không lừa Đoàn Thiên Lạc không? Dám nói mình không lừa người khác, nói mình là Thiên Kim Đại Tiểu Thư? Đoàn Thiên Lạc là ai? Không còn gì để nói đúng không? Cái loại lừa đảo mặt dày. Tôi lừa Đoàn Thiên Lạc thì sao hả? Cô bảo mình là bạn của Đoàn Thiên Lạc. Sao tôi lại không tin Đoàn Thiên Lạc lại kết bạn với loại người như cô? Cô nói cái gì? Tôi nói gì à?
Cô không nhìn thấy cái vẻ chua ngoa xấu xí của mình sao? Âu Dương Hạo, chẳng trách anh muốn quay lại với tôi. Tôi cũng thấy thương hại cho anh đó. Âu Dương Hạo, anh thề là anh không có. Cô ta lừa em. Em nhìn cô ta như thế, vừa xấu vừa nghèo vừa lôi thôi, anh có thể thích cô ta sao? Trung Khoảng Khoảng, cô đừng có ăn nói linh tinh. Nè Thiên Lạc, anh là ai? Anh là cái tên vô lại làm việc ở tiệm sô-cô-la nhà Khoảng Khoảng. Vô lại cái gì chứ? Là đại thiếu gia nhà họ Đoàn. Đại thiếu gia gì? Anh câm miệng. Em vẫn giới thiệu mình hẳn hoi. Em là chị em tốt của Úc Oánh, Diêu Anna. Đi đâu đó? Sợ tôi định chạy hả? Cô mới là kẻ sợ tội bỏ chạy đó. Mặc dù Thiên Lạc đã đá cô, nhưng những việc cô làm với Thiên Lạc không thể cứ thế là thôi. Thiên Lạc, anh không biết đâu, anh bị cô ta làm cho quay mòng mòng rồi. Ồ, cô ta vốn không phải là con gái nhà giàu. Bố cô ta là tên cờ bạc, nghèo tới nhà cũng thế chấp. Sao có thể là thiên kim đại tiểu thư được? Nhưng may mà ông trời có mắt, anh kịp thời đá cô ta. Đây gọi là báo ứng. Nghe thấy chưa? Báo ứng. Tránh ra. Anh kéo tôi làm gì? Không nghe người ta nói sao tôi nghèo rất mồng tơi, không xứng làm bạn của anh. Cô lừa tôi như thế, tôi để cho cô đi dễ dàng vậy sao? Đúng vậy, nói hay lắm. Anh à, để cảm ơn em đã nói với anh chuyện này, anh chuẩn bị tặng em món quà lớn đây. Không có gì, chỉ tiện tay giúp thôi mà. Không sao. Cả cái người kia nữa, nào, có cả phần của cậu. Thiên Lạc, sao anh? Đây là món quà mà tôi tặng hai người. Trung Khoảng Khoảng là người của tôi. Ai chạm vào cô ấy tôi không để yên cho kẻ đó. Thiên Lạc, em có lòng tốt. Sao anh có thể bảo vệ kẻ lừa này? Tôi bằng lòng để cho cô ấy lừa, được không? Đến lượt các người lo chuyện bao đồng à? Các người làm gì đó? Các người làm gì thế? Là người của anh hả? Không biết nữa. Đừng đánh nữa. Dừng tay. Các người làm gì? Có phải nhầm người rồi không? Biết quá nhiều, không có lợi cho mày. Thiên Lạc, đừng đánh nữa. Thiên Lạc, Thiên Lạc, con đàn bà thối rữa, buông ra, bỏ tay ra, buông ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng tay. Đừng đánh nữa. Thiên Lạc, đi, đi thôi đi. A Thành, cảm ơn anh. Đây là điều mà tôi nên làm thưa thiếu gia. Sao đám người đó phải đánh Thiên Lạc? Đau không? Vẫn ổn, không sao. Ngồi yên đi. Nhẹ thôi, từ từ. Ngồi yên. Cô bảo cái tên Âu Dương Lạc đó đánh nhau còn kêu người nhiều thế. Anh có biết đánh nhau không thế? Không đánh lại không biết chạy hả? Nè, tôi đánh nhau vẫn còn cần cô. Tôi là đại hiệp đấy. Đại hiệp. Vậy hai dòng máu mũi kia là sao? Tôi chảy máu mũi hả? Mau mau mau, mau lau cho tôi đi. Nhanh. Mm-hmm.
chung khoảng khoảng, tôi có lòng tốt giúp cô còn chê xỏ tôi. Ai chê xỏ anh? Tôi còn chưa hỏi anh đó. Vừa rồi rõ ràng Diêu Anh Nam mắng người, anh mắng Âu Dương Hạo làm gì? Sao hả? Vậy cô bảo tôi đánh phụ nữ sao? Thế anh đánh Âu Dương Hạo làm gì? Tôi đánh Âu Dương Hạo đó. Sao? Nói cho cùng, Diêu Anh Na chửi cô là do Âu Dương Hạo còn gì? Sao? Tôi đánh Âu Dương Hạo cô sót sao? Ai thèm sót? Làm gì cũng phải có lý chứ. Có lý. Lúc hắn ta đá cô, có cần lý gì với cô không? Lúc hắn ta bảo cô nghèo rất mộng tơi trước mặt Diêu Anh Na, hắn ta có nói lý với cô không? Tôi vốn nghèo rất mộng tơi mà, người ta nói có sai đâu. Nè, sao anh nghe thấy hết thế? Anh ở đó lúc nào? Nghe thấy rồi. Thế anh nghe bao lâu rồi? Sao anh không ra sớm duy trì chính nghĩa? Nè, bây giờ biết tôi đến duy trì chính nghĩa rồi sao? Thế không phải tại cô mãi không đến, còn cứ lằng nhằng với Âu Dương Hạo. Tôi mãi không đến. Anh biết cái quái gì trên đó? Chỗ cũ gì? Tôi quen anh 10 năm hay là 20 năm, sao tôi biết chỗ cũ ở đâu? Chỗ cũ là một nhà hàng. Lúc mọi người đến thăm quyến, tôi đưa mọi người đi ăn, quên rồi sao? Thế hả? Tôi quên rồi. Anh không viết rõ ra. Sao tôi biết? Anh biết cái gì chứ? Chứ không phải là cô không đến. Hôm nay tôi và thầy Nguyễn. Tiêu rồi. Nè. Cầm lấy. Hả? Hôm đó bảo cô đưa cho mẹ tôi làm cô chịu ấm ức, đền tội cho cô đó. Mặc dù là tôi không biết mẹ tôi nói gì, nhưng mà tôi đoán là chắc cũng không có gì hay ho. Cho nên cái này là xin lỗi thay mẹ của tôi đó. À không, là tự tôi xin lỗi. Anh ngơ người rồi à? Tôi bán hoa, anh tặng hoa cho tôi làm gì? Chính là bởi cô bán hoa. Cô thường đi đưa hoa cho người khác, chưa từng được người khác tặng hoa. Lần này cũng có con trai tặng hoa cho cô. Tôi đi trước đây, bye bye. Nếu không thế này thì tốt biết bao nhiêu. Anh không phải Đoàn Thiên Lạc, tôi không phải là Chung Khoảng Khoảng. Khoảng cách giữa chúng ta không xa đến thế, không phải là hai đầu của trái đất. Được vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nè, sao ngẩn người ra thế? Ôm một bó hoa hồng trắng đi, lại ôm bó hoa hồng đỏ về. Về đến nơi thì cứ ngẩn ngơ. Nè, hoa này do ai tặng vậy? Cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng và hoa baby không? Người tặng cậu hoa rất thích cậu phải không? Mình biết rõ, hoa hồng nghĩa là tình yêu, hoa baby nghĩa là yêu thương. Nhưng mà người tặng hoa có lẽ không hề biết. Còn có một số việc cụ thể đều được ghi rõ trong kế hoạch. Bác trai, chú thím cũng ở đây ạ? Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu có việc bận cho nên tới muộn.
Cái này là bản kế hoạch đảo thần tiên mà cháu đã nói. Cháu đã tìm người đánh giá nó rất khả thi. Ừ. Dựa vào đặc điểm khu đất còn có thể thiết kế. Thế này đi, cháu cứ để đó đã, lát nữa bác sẽ xem, được không? Dạ được. Vậy cháu hai ngày nữa lại tới thỉnh giáo ý kiến của bác. Bác trai, đã hẹn như thế mà cháu vẫn đến muộn, cháu thành thật xin lỗi. Xin lỗi suông như thế là không được. Người thiếu tín nhiệm, thích đến muộn như cậu là điều cấm kỵ trên thương trường, đúng là khiến cho người khác ghét. Cháu thích đến muộn như thế, chú thím là người nhà, đương nhiên là không có gì để nói, nhưng mà cháu đừng có làm lỡ thời gian của thầy Nguyễn. Được rồi, thời gian cháu hẹn với thầy Nguyễn đã qua, bây giờ là lúc bàn bạc kế hoạch của bọn thím. Không có chuyện gì thì ra ngoài đi. Thím tin là thầy Nguyễn không có hứng thú chơi với trẻ con như cháu đâu. Vậy cháu đi ra trước ạ. Đúng đúng đúng. Thầy Nguyễn, xin dừng bước. Hôm nay rất cảm ơn anh đã chỉ điểm. Quay về chúng tôi sẽ sửa lại ngay. Mong đợi hợp tác giữa chúng ta. Cảm ơn thầy. Đi thông thả, mong đợi hợp tác. Đi thông thả, không tiễn nha. Tạm biệt, mời. Không ngờ là chuyện này lại thuận lợi thế. Hôm nay bàn bạc rất thành công. Ừ. Ôi, tôi nói này, thiếu gia nhà họ Đoàn, lần này cậu cũng nghiêm túc thật đấy. Cậu không cần đi tìm ông ấy nữa, ông ấy sẽ không gặp cậu đâu. Thím hai, thầy Nguyễn là người có nguyên tắc, nói không gặp sẽ không gặp. Cậu đứng đó lãng phí thời gian, không bằng về nhà nghỉ thời thế. Xây công viên. Cậu ngây thơ thật đó. Đi thôi. Thứ cháu muốn xây là ước mơ, không phải là công viên. Mặc dù cháu không dám chắc xây một hòn đảo thần tiên có lợi ích gì, nhưng mà cháu tin sự ngây thơ và ước mơ là vô giá. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta đều phải lớn lên. Cháu mong có một nơi có thể nhớ về thời tấm bé, có thể nhớ về những ngày tháng hồn nhiên. Cháu mong có một nơi có thể giúp chúng ta thả lỏng con tim mệt mỏi, nạp đầy năng lượng rồi lại bước tiếp. Cháu tin không có ai sinh ra đã mang đi tranh giành với người khác, tranh đến máu me đầm đìa. Cháu tin chú thím cũng từng ngây thơ hồn nhiên. Cậu, đừng đừng đừng. Đi thôi. Đi đi đi. Vừa rồi mình nói câu cuối làm cái gì chứ? Mình ngốc thật. Thiên Lạc. Bác trai, vẫn đứng ở đây chờ hả? Dạ. Bác trai, đã hẹn với bác mà lại tới muộn là lỗi của cháu. Cháu cũng không muốn phân bua cho mình. Vốn dĩ cháu mong bác cho cháu thêm cơ hội, nhưng đây không phải là hy vọng của mình cháu, mà là tâm huyết của cả một tập thể. Cháu mong bác có thể đánh giá bản kế hoạch từ góc độ khách quan. Đừng vì hành vi của mình cháu mà làm hại tới cả tập thể. Một lần nữa cháu xin lỗi bác. Xin lỗi, không sao, không có gì.
Vừa rồi cháu nói chuyện với chú thím của mình, bác đã nghe cả rồi. Bác rất hiểu tâm trạng của cháu lúc này. Bác sẽ nghiêm túc xem xét bản kế hoạch của cháu. Vậy bác trai, nhưng hôm nay đúng là bác đã có hẹn. Để hôm sau chúng ta lại bàn bạc được không? Dạ. Dạ. Vậy thì bác trai à, cháu xin phép đi trước à? Ừ. Chào bác trai. Đi đi. Đã nói rồi, 10 năm nữa thầy Nguyễn cũng không gặp nó. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày. Nhưng mà cái tên Chu Chấn Minh này cũng đồng ý sẽ không để cho Đoàn Thiên Lạc tới. Em biết hắn không đáng tin. Không ngờ A Thành làm việc cũng chán thế. A Thành, em bảo cậu ta đi trong trường Đoàn Thiên Lạc, không cho cậu ta tới. Nào ngờ tới cậu ta cũng chẳng thấy đâu. Cái đám vô dụng này. Nè, lái xe. Alo, là em đây. Anh không quên hôm nay là ngày gì đấy chứ? Anh biết rồi. À phải rồi, em nói một tiếng với Úc Oánh, bảo nó tối nay về sớm đừng tăng ca. Được được được, em sẽ nói với con. Tạm biệt. Ừ. Mẹ. Bố. Về rồi hả? Nào. Ngày kỷ niệm vui vẻ. Cảm ơn con. Xem con tặng bố mẹ cái gì nè. Con bé này, bố mẹ con đã là vợ chồng già rồi, còn quà gì nữa? Bố mẹ đều không quên kỷ niệm ngày kết hôn. Bố xem nào. Là cái gì đây? Ngạc nhiên không? Chụp lúc nào thế? Hả? Để em xem. Em cũng không nhớ từng chụp bức này nữa. Không phải là chụp. Bức ảnh này là ghép đó. Con lấy ảnh của bố mẹ, rồi thêm của con vào. Nhờ bạn con làm giúp, để dành cho bố mẹ một bất ngờ. Con bé này có lòng quá. Mỗi năm kỷ niệm ngày cưới, con bé đều tặng một món quà không giống ai. Con gái bố năm nào cũng phải vắt óc để nghĩ ra món quà khác nhau cho bố mẹ. Mặc dù con được bố mẹ nhận nuôi, nhưng mà bố mẹ à, con hiểu tình yêu thương của bố mẹ dành cho con. Bố biết. Nhưng mà món quà năm nay có vẻ không hợp treo ở đây. Treo ở đâu thì được ta? Dẫu sao thì cơm vẫn chưa nấu xong, con vẫn muốn đi xem. Anh xem con bé kìa. Con bé này có lòng quá. Chúng ta cũng không uổng công thương nó. Ở đây rồi.
Cô bé này đáng yêu quá. Là bố mẹ lúc trẻ. Ủa, cô bé này là ai vậy nhỉ? Úc Oánh à, cơm xong rồi, xuống ăn cơm đi con. Sao vậy, vẫn chưa ra xong à? Mẹ à, cô bé này là ai vậy? Không phải là con cố tình lục đồ của bố mẹ đâu. Chỉ là lúc con treo ảnh thì vô tình nhìn thấy. Cô bé này rốt cuộc là ai? Sao mọi người không nói gì thế? Úc Oánh à? Úc Oánh, thật ra chuyện này không phải là bố mẹ cố ý giấu con. Giờ con lớn hiểu chuyện rồi. Chuyện này cũng nên nói cho con biết. Mặc dù con là do bố mẹ nhận nuôi, nhưng mà bố mẹ luôn coi con là con ruột của mình. Con biết, nhưng liên quan gì tới cô bé này? Úc Oánh, bố và mẹ còn một đứa con gái ruột. Con gái ruột. Năm đó, con gái của bố mẹ mới 3 tuổi. Để mừng phòng làm việc của bố được thành lập, bố liền đưa con gái qua nước ngoài du lịch. Hôm đó, bố mẹ tới một khu vui chơi. Con bé khóc đòi ăn sô-cô-la. Cô nhớ khi đó cửa tiệm sô-cô-la rất nhiều người, xếp thành hàng dài. Nào, mẹ mệt rồi. Mẹ muốn nghỉ một chút. Do mẹ mệt quá, mẹ liền ôm nó ngồi xuống. Có lẽ đợi lâu quá, con bé liền khóc đòi đi tìm bố. Mẹ nghĩ là tiệm sô-cô-la chỉ cách đó có mấy mét, một mình nó qua đó chắc là không sao. Đều tại bố hết. Đợi đến mất kiên nhẫn, bố liền đi. Lúc đó bố nghĩ chỉ để dỗ con thôi mà. Bố mua sô-cô-la hay kem cũng thế cả thôi. Nhưng mà tại mẹ hết. Tại mẹ sơ ý quá. Mẹ cho rằng, mẹ nghĩ chỉ cần con bé không rời khỏi tầm mắt thì sẽ không sao cả. Nhưng mà con có biết không, chỉ chớp mắt một cái liền không thấy con bé đâu. Mẹ sợ tới nỗi làm loạn cả lên, đi khắp nơi hỏi có ai thấy con gái không. Mẹ cứ thế mà đi hỏi tất cả mọi người. Ngải Doanh, Ngải Doanh, Ngải Doanh, Ngải Doanh. Nhưng không ai hiểu nói gì. Không ai hiểu. Được rồi, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh cả. Nếu như anh không đi thì tốt rồi. Bức ảnh này là bức ảnh cuối cùng chụp trước khi bố mẹ ra nước ngoài. Cũng là dáng vẻ cuối cùng lưu lại hình ảnh con bé trong ký ức của bố mẹ. Đây, con nói xem bao nhiêu năm rồi, dáng vẻ cuối cùng của con bé trong ký ức. Con xem đi. Thật ra chuyện này
Không phải bố mẹ muốn giấu con. Lúc đó bố mẹ nhận nuôi con còn bé. Thế nên bố mẹ nghĩ đợi con lớn lên rồi hãy nói. Nhưng nhìn con vui vẻ, bố mẹ thấy con rất hạnh phúc, rất vui, cho nên bố mẹ liền nghĩ không nên nói cho con biết nữa. Thế cũng là muốn tốt cho con. Con biết. Con hiểu. Yên tâm đi. Con gái của chúng ta sẽ sống tốt. Không sao rồi. Đừng khóc nữa, ha? Đừng khóc nữa. Thế nên với tình hình trước mắt, tôi có thể bị điều đi bất cứ lúc nào. Để tránh cách nghĩ và cách làm kế nhiệm đến đánh giá lại dự án, dẫn đến lãng phí người và của, cho nên tôi quyết định tạm thời dừng lại tất cả mọi kế hoạch khai thác. Công việc của mọi người tiếp tục công việc đang phụ trách. Mọi người có vấn đề gì không? Không có, không có vấn đề gì. Được. Vậy thì cảm ơn mọi người. Cuộc họp hôm nay đến đây là hết. Tan họp. Hôm nay cô có vẻ không tập trung. Em nên thấy vui mới đúng. Cuối cùng anh cũng để ý tới em. Là giám đốc điều hành, tôi sẽ quan tâm tới mỗi đồng nghiệp. Thế là giám đốc điều hành, hôm nay anh có thể giúp em một chuyện được không? Cô nói đi. Có thể tới một chỗ với em không? Đúng là đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi nha. Là tôi còn có mấy cuộc họp, không thể giống như lần trước đưa cô tới câu lạc bộ bóng giày giải tỏa. Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là đi cùng với ai. Thùng rác là tôi vẫn chưa phát huy tác dụng. Rốt cuộc chuyện gì khiến cho cô phiền muộn vậy? Yên tâm đi. Chuyện này từ nhỏ em đã biết. Hơn nữa bố mẹ luôn rất tốt với em. Thế nên em chưa từng để tâm. Em lại thấy không có quan hệ máu mủ. Họ vẫn coi trọng, nâng niu, thương yêu em. Điều đó khiến em càng quý trọng. Thậm chí còn thấy mình luôn là độc nhất vô nhị. Cho đến hôm qua em mới nhận ra mình chỉ là một vật thay thế. Con gái ruột bị thất lạc, họ mới nhận nuôi em, thay thế con gái ruột. Em chỉ là một vật thế thân. Anh đừng an ủi em. Nói rằng bố mẹ em nhất định không nghĩ thế. Trong lòng họ, em vẫn là con gái duy nhất. Họ vẫn yêu thương em. Nhưng chuyện có lẽ sẽ như thế. Nhưng em không muốn nghe những điều đó. Nếu như tôi nói tôi hiểu, tại sao anh hiểu được chứ? Bây giờ tôi ở chức giám đốc điều hành, tâm trạng cũng rất phức tạp. Tôi có thể cảm nhận rõ mình cũng chỉ là vật thế thân tạm thời.
Mặc dù chúng ta không hoàn toàn như nhau, sự đả kích mà tôi phải chịu không lớn bằng cô. Nhưng mà tôi thật sự có thể hiểu được cảm giác lạc lõng của cô. Chúng ta đồng bệnh tương lân thế sao? Miễn cưỡng là thế. Nhưng mà tôi vẫn phải càm trạm một câu. Không đâu. Trong lòng họ, cô vẫn là con gái độc nhất vô nhị của họ. Chị dâu. Chú thím. Chị dâu, sức khỏe của chị không tốt, hôm nay vẫn tới tham gia. Xem ra tình huống đúng là rất cấp bách rồi. Đoàn thị khó khăn lắm mới có được sự tin cậy của thầy Nguyễn. Có thể vượt lên bao nhiêu công ty như thế? Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên con trai của tôi làm chủ. Người làm mẹ như tôi sao có thể bỏ qua được? Xem các người còn hân hoan được bao lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.